Mà xin thưa là ở ngoài trung ương đã có văn bản vô là chưa giải quyết cho người dân khi phải đất để nguyên hiện trạng. Nhưng mà bây giờ họ đã cố tình họ không làm theo văn bản mà họ lại cố tình đưa người đến đàn áp. Hôm nay là 3 ngày rồi, ngày nào cũng như vậy. Đâu phải riêng gia đình Trung Khôn mà tất cả mọi người hàng xóm họ đều bị ảnh hưởng đến cái đời sống của người ta. Mà an ninh mà nhìn coi như thế này nè. Các vị đã rào đất của chúng tôi, đã ăn cướp đất rào đất rồi thì các vị cái việc ra đất đó, chứ tại sao đi vô trong hàng xóm đây làm phiền hàng xóm quá vậy? Làm cho tất cả ở đây dân xung quanh đây người ta bất an chứ. Các vị đã hoàn thành cái công trình rồi, hoàn thành công trình ăn cướp đất của chúng tôi rồi, thế thì đi vô đây để làm gì nữa? Đi vô đây để làm gì nữa? Pháp luật ở đâu? Quay bố đây nè, bố đứng đây nè, bố nè, đây nè, bố nhà ra đây bố, bố nói gì nè, nó cũng bảo bên nhà mình là bố, bố quay nguyên bố, để là bác, để bác nói, bác nói đây, nói cho các anh nghe, quay cướp hết đất rồi bây giờ còn đến làm gì không luôn nữa, rồi vô dòm ngó nhà ta nó ta hỏi bảo muốn bắt không, ồ không muốn bắt là bắt là tôi 92 tuổi cho đây này. Tôi cái này mà cứ ngày nào cũng không có bố già tôi hết đó nè. Cụ đây giờ 90 mấy tuổi mà bây giờ nằm trên miếng đất này đây. Cái mặt nó lười kìa. Đây này nhìn thái độ, làm việc của an ninh nè. Nhìn thái độ làm việc của an ninh quận đây nè. Đời cho các bạn già đời con đời cháu đó. Họ cười trên đau khổ của chúng tôi. Họ cười phỉ báng chúng tôi đây nè. Nhưng mà đời con đời cháu nó mai kia nó về nó sống nó chịu thực vật ngớ ngẩn nó mới biết cái hậu quả. Rất là kỳ cục. Đấy, một người mà an ninh của nhà nước, cán bộ nhà nước mà cái thái độ làm việc nè, coi thường dân nè, khinh bỉ dân nè. Công an đây đi qua bảo vệ cho chúng ta. Ông nào cũng khủng bố chúng tôi đấy. Không tốt. Ngày nào thì sẽ ấy, còn nếu người dân người ta làm đúng nào thì bây giờ còn đúng cái nào thì xin quý cha quý tu sĩ tình trạng như thế này là ngày nào cũng bao vây rồi chúng con đến đến đây cái nhà xóm này hiền quá. Rồi. Xóm này bây giờ ta ký vô ta dán một ai vừa cho một sao. Mình phải nói cho xóm này xóm lại chứ. Họ tới họ làm chủ cái xóm mình cho được. Đã bắt đầu bây giờ. Bây giờ xóm người như vậy phải làm cái đơn hoặc là dán công an phường liền. Xem coi là người xóm ngoài họ cũng mối vào không được. Một đất nước cái xóm mình phải làm sao đó làm cái đơn hoặc gia phường nè xem có ai phụng thuận thì sao như vậy ở xóm mình để cho họ ngồi như vậy sao được đúng không? Bây giờ chúng ta kéo ra, bây giờ đề nghị 6-7 người kéo cho ban phường xem họ nói sao. Bây giờ mình chưa biết công an đây là phải có công ít nhất phải có công an đúng không? Bây giờ này, rất là đông. Một số người gian gặp công an phường xem ơi, toàn những người này không có công an. Công an như nào thì bây giờ gia công an sao đấy? Sao? Đi các bác ra đi. Đấy công an phải công an nhân dân kéo ra phường đi. Đấy là tạm nói. Nếu cái gì mà dân ủng hộ dân, lợi cho dân thì làm. Còn cái gì mà hay thì bỏ đi, bây giờ các em hoàn toàn nằm sai không? Dân nói dân không lo, dân thất nghiệp không lo, cứ lo đi cướp cái này cướp cái kia để đút cho túi làm cái trò ấy, trò cho mèo cho khỉ mẹ che luật mẹ hiểu che luật còn hơn xem họ nói sao xóm người dân lũ chứ mày che luật ta nói cho mày nghe cái tập của đồi á ông lấy phân thưởng á lên trên mẹ mà nói trên cái của chi á sao mà đây sao mà đi vào đây mẹ nó thì phải giải quyết cho dân mà sẽ lại cho mọi người dân mà biết họ nói sao kìa. Anh rồi 23 tới giờ đó nói thằng lướt lời của dân luôn đấy là đường đường là một thằng chủ tịch
nước ấy, mà nó lên mà cứ cái kiểu mà không dạ.